Mình đang đứng ngay chỗ chợ Sa Đéc nha các bạn. Mình quay chợ trái cây rồi nha. Đó, khách hàng người ta mua nè. Đang đứng ngay chợ Sa Đéc nha. Mua được mấy ký rồi người đẹp? Mua được mấy ký rồi? Bảy ký rưỡi gì? Đu đủ da xanh phải không? Dạ. Đu đủ da xanh nha các bạn. Bao nhiêu ký ạ? 12.000 ký. Đu đủ da xanh là thứ này nha các bạn. Đu đủ da xanh nha. Đu đủ da xanh này nha. Đu đủ da xanh đó. 12.000 ký hả cô? 12.000 ký đu đủ da xanh nha. Đu đủ da xanh nha các bạn. Rồi đi đâu không? Không chở về giùm luôn cho. Đó, cái cô nó cũng mua hết 5-7 ký đó. Đó, chạy xe đét nha các bạn. Chợ Sa Đéc nha. Nó xoài. Cho quay mấy trái xoài cái nha người đẹp. Nó cái này xài cát và lọc nha các bạn. Xài cát và lọc. Xài cát và lọc nha các bạn. Cái này mắc này hả cô? Cái này là 70 chưa? 70, 60, 80. Dạ. Chắc là lọc nha các bạn. $4 nha. $4 đi, nói như cho chẳng. Cái này mận An Phước nha các bạn. Bên này chính giữa là hầm đào đá nha các bạn. Cho quay chút nha ông chủ. Cái này mận An Phước nha các bạn. Vừa tới. Ngoài kia là cũng trái cây nhiều lắm đó nha, nhãn rồi luôn nha các bạn. Đó chính giữa của mình là nhãn á. Quay trên. Nhãn. Cái này là nhãn nhãn long nha các bạn. Đó, chôm chôm luôn. Đó chợ Sa Đéc nha các bạn. Bữa nay là ngày 6 tây tháng 7 chợ Sa Đéc. Tháng dài ra ngoài trước luôn nha các bạn. Chợ Sa Đéc nha, thành phố Sa Đéc vừa tới rồi. Là trái dễ đó nha các bạn. Bên góc đó là trái dễ nha. Bên giữa của mình là trái dễ nha. Trái dễ. Trái dễ nha các bạn. Bán đỡ không? Bán đỡ không? Đó, trái dễ nha các bạn. Trái dễ nha. Trái dễ. Đây chôm chôm. Trái dễ là chôm chôm đường. Nhãn, ngày long nhãn nha các bạn. Long nhãn 15.000 ký nha. Abdullah. Cái này xuồng chất vàng nha các bạn. Bán đỏ không anh trai? Dạ cũng ra ra chứ. Xuồng cơm vàng cái này có giá không? Dạ cũng đỏ. Được nhiêu ký? Dạ 40-45 ngàn. 40-45 ngàn hả? Xuồng cơm vàng nha các bạn. Rồi nghe một ký ha.
cơm vàng đúng không các bạn. Những mưa quá. Chuồng cơm vàng. Bán hàng sao này bên xuống. Cái này vô cút vô trong nha các bạn. Đó, giờ xe rác nha. Trời chỉ mưa quá bà con ta dẹp vô nhiều. Cầu sim là $1 kg. Mấy cầu sim đây các bạn. Hồi nãy trả 20.000 rồi nha đại ca. $1 mấy cầu sim nha các bạn. Mấy cầu sim nha. $1. Cái này có 25.000 ký không? $1 đi, không biết nói gì đây. $1. Đó để lấy sao. Đó. Ghi là dưa gan nha các bạn. Lấy sao. Đây là dưa gan nha. Dưa gan 20 phải nhiêu? $1. Vương Quốc Thịnh. Cái này dưa gan nha các bạn. $1. Cam này thì $10 luôn. Cam này cam mật nha các bạn. Cam đó thì 15.000 một ký nhưng mà bán này bán cam. Không phải mà không có nói tiếng Anh không có sao. Tại vì có tay coi. Dưa gan nha các bạn. Dưa gan. Mưa quá. Trời chỉ mưa quá nha các bạn. Thôi bây giờ mình cũng xin kết thúc. Còn thuốc ở trong nữa. Trái cây này bán theo mùa nha các bạn. Trái cây bán theo mùa nha các bạn. Rồi. Cái này chợ thành phố Sa Đéc. Chợ thành phố Sa Đéc. Thành phố Sa Đéc Việt Nam. Đồng Tháp. Đây, thôi mưa rồi, chỉ mưa rồi, thôi kết luôn. Đó. Chợ đêm rất dễ nha các bạn. Thôi kết thúc nha các bạn, mưa rồi. Kết thúc. Trời chỉ mưa. Mưa rồi. Thôi kết thúc nha các bạn, mưa nha các bạn. Kết thúc nha. Mưa rất dễ rồi.